Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đắp con ngựa trực tiếp trên tường. Trước tiên chúng ta phác họa cho mình một cái hình con ngựa trên tường, làm sao nó tương đối chuẩn càng tốt các bạn nhé. Càng chuẩn càng tốt. Sau đó chúng ta đi gắn gạch và đắp vữa lên trên. Bây giờ mình đắp những cái phần thân và phần chân ở bên trong trước. Còn những cái chân dính ra ngoài ta đắp sau. Giờ mình sẽ đắp những cái gì dính ở tường chúng ta gắn trước, những cái phía bên kia con ngựa. Sau khi đợi nó khô chúng ta đi gắn một cái chân trước ở bên ngoài nhé các bạn. Cái đầu nó nhất ra ngoài thì chúng ta phải làm bằng sắt các bạn nhé. Bây giờ mình đã gắn được cái chân đằng trước. Chúng ta mồi đợi nó khô chúng ta mới đắp được. Khi chúng ta lên được một cái khung hình, cái cốt nó tương đối rồi thì bắt đầu chúng ta đi vào chi tiết nhé. Chúng ta sẽ đắp phần gân, cơ và lông mao của nó. Bây giờ mình đi vào chi tiết đắp cái đuôi trước các bạn nhé. Khi nó đã khô mà qua cái cốt dáng chuẩn rồi thì các bạn đắp phần nào trước cũng được. Mình đi vào cái đuôi trước, cái phần nào khô mình làm trước thì mình làm. Bây giờ mình đi vào cái phần chân sau, các khối cơ và móng của nó. Bây giờ mình đi phác họa qua cái hình mặt nhé. Cái mặt của con ngựa thì các bạn nhớ là cái sống mũi của nó nhỏ. Cái sống mũi của ngựa nhỏ và nó có hình cong lên các bạn nhé. Chúng ta mà đắp hình thẳng hoặc là thẹt xuống là ra mõm trâu ngay các bạn ạ. Chúng ta nhớ là cái sống mũi của nó nhỏ và cong lên các bạn nhé. Và cái tai của con ngựa chúng ta cũng làm nó nhỏ các bạn nhé, làm to nó ra tai con lừa ngay các bạn ạ. Khi chúng ta phát được cái hình chuẩn, cái khối nó chuẩn rồi thì chúng ta bây giờ chỉ đi vào phần mịn, phần cơ thôi các bạn nhé. Như vậy là mình đã xong cái chân trước, giờ chỉ cần quét nhẵn thì là xong các bạn ạ.
Bây giờ mình đi vào cái phần lông mao của nó. Đây các bạn nhìn cái sông mũi của con ngựa nó hơi cong lên đi các bạn. Như vậy là mình đã hoàn chỉnh cái phần đầu của con ngựa. Một số các lông mao đã hoàn thiện các bạn ạ. Như vậy là quá trình hình thành con ngựa của mình đã xong. Các bạn nhớ là phải lên cho mình một cái form dáng chuẩn, sau đó là chúng ta đi vào chi tiết cái phần cơ bắp của nó các bạn nhé. Như vậy mình đã hoàn thành con ngựa. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây.